Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin số 18 giờ của NTV. Mở đầu chương trình là những thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh cộng đồng tại xã Quỳnh Bảng, sáng nay Sở Y tế đã họp khẩn với huyện Quỳnh Lưu để có phương án chống dịch, hạn chế thấp nhất việc phát tán, lây lan dịch trong cộng đồng. Chùm ca bệnh gồm 5 F0 trong cùng một gia đình có địa chỉ tại xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Trong đó, bệnh nhân nam HDN là chủ của gia đình, làm nghề cắt tỉa cây cảnh, môi giới chở khách nên mức độ tiếp xúc rộng, nguy cơ cao. Thêm vào đó, do Quỳnh Lưu đang là vùng xanh nên toàn bộ các trường học đang học trực tiếp và cả 3 bệnh nhân là con của bệnh nhân HDN đều đến trường học tập trung. Hiện nay, Quỳnh Lưu đã truy vết được 382 F1, riêng xã Quỳnh Bảng có 257 người. Đáng lo ngại, chùm ca bệnh này vẫn chưa xác định được nguồn lây. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế yêu cầu huyện Quỳnh Lưu khẩn trương khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Vào 9 giờ sáng nay, tàu cá gặp nạn số hiệu NA90216TS đã được lực lượng cảnh sát biển lai dắt cập cảng Lạch Cơn an toàn. Lực lượng cảnh sát biển đã bàn giao người và phương tiện cho đồn biên phòng Quỳnh Phương, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An. Hiện, sức khỏe và tinh thần của toàn bộ thuyền viên trên tàu cá bị nạn đều ổn định. Trước đó, tàu NA90216TS do ông Hồ Văn Quảng, 40 tuổi, quê ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An làm thuyền trưởng cùng 16 thuyền viên khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực Biển Đông, Đông Nam, cửa Lạch Quen, Nghệ An 82 hải lý, thì tàu bị gãy khuỷu nối chân vịt, không hoạt động được và thả trôi trên biển trong điều kiện gió cấp 6, giật cấp 7, đe dọa đến tính mạng của các thuyền viên. Thuyền trưởng đã phát thông tin đề nghị các lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa tàu vào bờ. Nhận được tin báo, tàu cảnh sát biển đã tiếp cận cứu nạn thành công. Sáng nay, cơ quan công an huyện Nam Đàn đang vào cuộc làm rõ vụ việc hai nữ sinh trên địa bàn huyện đánh nhau. Clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hai nữ sinh trung học phổ thông tại địa bàn huyện Nam Đàn đánh nhau. Hai nữ sinh sau một lúc tranh cãi đã lao vào túm tóc, giật, đập, đá vào người nhau liên tiếp. Sự việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông lớn tuổi can ngăn. Theo thông tin ban đầu từ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nam Đàn, hai nữ sinh tham gia đánh nhau là học sinh trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1. Hiện, nhà trường đã mời những học sinh liên quan lên làm việc. Cũng trong sáng nay, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vinh đã họp để xác minh clip vụ một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng vào chiều 28 tháng 10. Quan điểm của Phòng Giáo dục thành phố Vinh là phải xác định được mâu thuẫn giữa các học sinh để giải quyết dứt điểm. Liên quan đến vụ thanh niên nổ súng trong lúc livestream trên mạng xã hội, sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, yêu cầu Nguyễn Anh Tý, sinh năm 1998, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh và các đương sự có liên quan ra trình diện cơ quan chức năng. Tụi mày đâu? Trước đó vào ngày 25 tháng 10, mạng xã hội xôn xao đoạn clip phát trực tiếp nhóm thanh niên chở nhau trên xe gắn máy, trong đó một thanh niên nổ súng, chửi bới, thách thức nhóm kia. Theo xác minh ban đầu, Nguyễn Anh Tý có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Phạm Minh Cường, hiện đang chấp hành án tù và có lời lẽ thách thức qua mạng xã hội với nhóm của Cường. Nghe tin, Nguyễn Thành Long sinh năm 1998, ngụ Bình Chánh, nhắn tin chửi bới và thách thức Tý dẫn đến hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Tý hẹn Long đến cầu số 1 để đánh nhau. Rạng sáng ngày 25 tháng 10, do nhóm Long không đến điểm hẹn nên Tý và đồng bọn phát livestream trên mạng xã hội Facebook và có lời lẽ kích động chửi bới và nổ nhiều phát súng thách thức nhóm của Long. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xác định, tính đến ngày 28 tháng 10, Mai Thị Lan, sinh năm 1977, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, đã giả danh đại tá công an lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng hơn 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc. Qua điều tra xác định, Mai Thị Lan đặt làm giả 3 quyển sổ tiết kiệm trên mạng Internet, mỗi quyển sổ ghi số tiền tiết kiệm 200 tỷ đồng. Đồng thời, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, thông tin liên quan đến việc mình là đại tá công an, con chồng là nhà báo để tạo niềm tin ở các bị hại khi thực hiện hành vi lừa đảo. Bằng thủ đoạn trên, Lan đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Phạm Quang V và chị Vương Hát, số tiền gần 1 tỷ đồng và nhiều nạn nhân khác ở Hà Nội với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Ngoài các bị hại trên, Lan còn cầm tiền của 7 người ở Bắc Ninh, hơn 12 tỷ đồng để đi xin việc giúp.
Tính đến ngày 28 tháng 10, đối tượng Lan lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành. Đảng ủy xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng và một số cán bộ xã vừa bị yêu cầu giải trình về thông tin tham gia đánh bạc gây xôn xao dư luận. Trong những trường hợp phải giải trình có ông Vũ Khánh Hát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và ông Nguyễn Đình Tê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Thực tế, Đảng ủy xã Tân Tiến và những trường hợp này đã từng được yêu cầu giải trình vụ việc. Tuy nhiên, do giải trình chưa thỏa đáng nên sau khi xem xét, Thường trực Huyện ủy An Dương tiếp tục yêu cầu những trường hợp nói trên phải làm lại giải trình lần hai. Nếu có dấu hiệu vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm các quy định pháp luật thì sẽ được xử lý nghiêm. Mộc Châu không chỉ nổi tiếng vì cảnh quan núi rừng hùng vĩ cùng những lớp sương mù mờ ảo đẹp mê mẩn, mà nơi đây còn được biết đến thác đẹp như chốn tuyệt tình cốc mang tên Triềng Khoa. Thác Triềng Khoa còn được gọi bằng những cái tên khác như thác mây, thác nàng tiên, thác bảy tầng. Tên thác Triềng Khoa được gắn liền với truyền thuyết của đồng bào nơi đây, bắt nguồn từ lễ hội Hòa Ban. Đây là nơi diễn ra lễ cúng người lập nên bản làng, tưởng nhớ các vị thần linh đã khai sinh ra bản mường. Thác Triềng Khoa có 7 tầng, mỗi tầng cao khoảng từ 5 đến 9 mét. Ở dưới chân mỗi tầng thác đều tạo thành hồ nước rộng cùng với làn nước trong xanh như ngọc bích. Dòng thác cuộn chảy giữa đại ngàn rừng núi hoang sơ đã tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình giữa đại ngàn Tây Bắc. Du lịch hồ nước, thác nước có thể không quá mới lạ, nhưng thác Triềng Khoa chắc chắn sẽ để lại ấn tượng trong lòng du khách bởi vẻ đẹp quá đỗi nguyên sơ, trong trẻo mà không phải nơi đâu cũng có được. Và tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!